Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh của công ty luật CIS. Ngay từ đầu năm thì tình hình kinh tế năm 2023 đã được dự đoán là vô cùng khó khăn. Trong gần nửa đầu năm nay, nhiều công ty buộc phải cắt giảm hàng loạt lao động do thiếu hoặc là thậm chí không có đơn hàng. Do đó, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người lao động xếp hàng dài tại trung tâm dịch vụ việc làm để chờ nộp hồ sơ lãnh bảo hiểm thất nghiệp. Quả vậy, trong trường hợp chẳng may bị mất việc thì người lao động hãy nghĩ đến khoản trợ cấp thất nghiệp để trang trải cuộc sống trước mắt song song với tìm công việc mới. Bảo hiểm thất nghiệp là một quyền lợi thiết thực khi đóng bảo hiểm xã hội mà mỗi người lao động chúng ta đều nên biết, được ví như là phao cứu sinh cho người lao động khi thất nghiệp. Mời anh chị và các bạn hãy cùng xem video ngày hôm nay để biết cách chuẩn bị bộ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023 nhé. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023. Trước khi chuẩn bị bộ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì anh chị và các bạn cần xác định xem mình có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không. Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải đáp ứng 4 điều kiện sau. Thứ nhất là người lao động bị mất việc, trừ trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng thì không được lãnh trợ cấp thất nghiệp. Thứ hai, người lao động đáp ứng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cụ thể như sau. Nếu là làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn thì phải đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Ví dụ, năm 2022, anh chị làm việc cho công ty A. Anh chị làm việc được 6 tháng thì bị mất việc do công ty cắt giảm lao động. Sau 6 tháng thất nghiệp, đầu năm 2023, anh chị được nhận vào làm việc tại công ty B. Tuy nhiên, công ty vừa thông báo công ty cắt giảm lao động và anh chị bị mất việc từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Nghĩa là từ đầu năm 2022 đến nay, anh chị đã làm việc và đóng bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng ở công ty A và 6 tháng ở công ty B, tổng cộng là 12 tháng. Vậy khi bị mất việc đợt này, anh chị đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, một trong 4 điều kiện để hưởng trợ cấp. Trường hợp anh chị làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì phải đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Điều kiện thứ ba là người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm ở địa phương trong thời hạn 3 tháng từ thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. Anh chị và các bạn cần đặc biệt lưu ý đến quy định này, vì trên thực tế có rất nhiều người lao động quên nộp hồ sơ trong thời hạn này. Nếu quá 3 tháng từ thời điểm bị mất việc mà anh chị và các bạn mới nộp hồ sơ thì hồ sơ sẽ bị từ chối. Và điều kiện cuối cùng, điều kiện thứ tư là người lao động chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định pháp luật. Vậy để nhận được bảo hiểm thất nghiệp thì trước tiên người lao động bị mất việc phải đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện vừa nêu. Nếu đáp ứng đủ 4 điều kiện này thì người lao động phải nộp hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp, hướng dẫn bộ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023. Để nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp, anh chị và các bạn phải nộp hồ sơ xin hưởng. Hồ sơ bao gồm: thứ nhất là đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, đơn này có mẫu. Chút nữa thì Hồng Hà sẽ hướng dẫn chi tiết cách điền đơn. Thứ hai là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động như hợp đồng lao động đã hết hạn, hoặc là quyết định thôi việc, hoặc là quyết định sa thải, hoặc là quyết định kỷ luật buộc thôi việc, hoặc là thông báo, hoặc là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Thứ ba là sổ bảo hiểm xã hội bản chính đã chốt quá trình đóng bảo hiểm xã hội. Thứ tư là hai ảnh 3x4. Và thứ năm là chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân của người đi nộp hồ sơ. Tiếp theo thì công ty luật sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn cách điền đơn. Đầu tiên, dòng kính gửi, chúng ta điền trung tâm giới thiệu việc làm tại quận huyện nơi chúng ta muốn nhận trợ cấp thất nghiệp và bộ hồ sơ cũng sẽ được nộp ở nơi này. Tiếp theo, chúng ta lần lượt điền hết các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân, số sổ bảo hiểm xã hội, số điện thoại. Phần nơi thường trú và chỗ ở hiện nay,
chúng ta phải ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, xóc. Về số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, chúng ta xem thông tin trong sổ bảo hiểm xã hội của chúng ta mà công ty đã chốt. Trong đó sẽ có ghi số tháng đóng và điền vào đơn. Về nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp, chúng ta có thể là lựa chọn nhận tiền thất nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận huyện hoặc là nhận qua thẻ ATM. Nếu mà nhận qua thẻ ATM thì cần điền đúng số tài khoản và tên ngân hàng của chúng ta. Ở mục đánh dấu số 1, chúng ta sẽ ghi một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động của chúng ta, như là hợp đồng lao động đã hết hạn, hoặc là quyết định thôi việc, hoặc là quyết định sa thải, hoặc là quyết định kỷ luật buộc thôi việc, hoặc là thông báo, hoặc là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Vậy là công ty luật vừa hướng dẫn cách điền đơn. Để có mẫu đơn này, quý cô chú, anh chị và các bạn có thể truy cập vào đường link được để ở phần mô tả bên dưới video. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nội dung mà người lao động quan tâm nhất khi làm hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp có lẽ là số tiền được nhận là bao nhiêu và được hưởng trong thời gian bao lâu. Thì trước tiên, thời gian người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 12 tháng. Về mức hưởng thì người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Ví dụ, tháng 5 2023, ông A nghỉ việc sau khi đã báo trước cho công ty theo quy định. Tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2022 của ông A là 5 triệu đồng một tháng, còn trong năm 2023 là 6 triệu đồng một tháng. Như vậy, mức lương bình quân trong 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp của ông A được tính từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023 theo công thức trên màn hình. Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng trong trường hợp của ông A là 3 triệu 400 ngàn đồng một tháng. Công ty luật đã xây dựng công thức tính mức trợ cấp thất nghiệp. Chỉ cần vài thao tác nhập thông tin đơn giản, quý cô chú, anh chị và các bạn có thể tính được mức trợ cấp thất nghiệp cho mình một cách nhanh chóng và chính xác. Đường link công thức tính trợ cấp thất nghiệp được để trong phần mô tả bên dưới video. Thời điểm được hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Hồng Hà đặc biệt lưu ý, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì hàng tháng người lao động phải trực tiếp đi thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu, trừ một số trường hợp đặc biệt như là bệnh phải điều trị dài ngày hoặc là thai sản. Rất là nhiều người lao động đã quên mất việc đi thông báo, dẫn đến bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc là bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Công ty luật có mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Anh chị và các bạn có thể truy cập vào đường link được để ở phần mô tả bên dưới video. Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm thì cần làm gì? Nếu đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm thì không tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa. Theo đó, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày có việc làm thì người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và kèm theo bản sao hợp đồng lao động mới. Những tháng còn lại chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ được bảo lưu để làm căn cứ tính hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện. Như vậy, công ty luật vừa chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn điều kiện, thủ tục, hồ sơ và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023. Video hôm nay đến đây là hết. Nếu thấy video hữu ích, quý cô chú, anh chị và các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của công ty luật CIS để theo dõi những thông tin pháp lý hữu ích khác. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.